Hi, xin chào các bạn, đôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì tập ngày hôm trước á, chúng ta có đi đánh hội quán hệ cỏ rồi và mình đã đạt được 3 cái huy hiệu. Nhưng mà mình lại không để ý là mình đã có sẵn một cái huy hiệu nữa. Đây, đó chính là Forest Bed. Làm tập hôm trước chúng ta tốn công các bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, chắc mình sẽ cất cái này vào ba lô luôn nha. Và sẵn tiện thì mình sẽ lấy luôn hai cái huy hiệu của hội quán hệ lửa ra luôn. Đó, hội quán hệ lửa thì nó đơn giản lắm, nó chỉ có hai cái huy hiệu thôi. Rồi, để mình cất cái hộp màu đỏ này vô trong đây luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ bỏ luôn hai cái huy hiệu lửa này vào cái hộp đựng huy hiệu màu trắng nha. Đó, cho nó ngon lành liền. Ồ, thì tập ngày hôm nay á, mình sẽ cầm nguyên cái dàn Pokemon hệ lửa, hệ bay như thế này nè. Đó, để mà đi đánh hội quán hệ bọ nha các bạn. Cái này nó vừa có hệ bọ cũng như là hệ cỏ luôn đó. Thì hội quán hệ bọ nó sẽ có ba cái huy hiệu, đó chính là hai bed nè, insect bed và bức bed nha các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có được trong tập ngày hôm nay luôn. Ôi, và trời nó cũng sắp tối rồi, sẵn tiện thì mình sẽ check spawn coi thử có em legendary nào sắp xuất hiện không. Wow, 8 phút nữa sẽ có huyền thoại xuất hiện các bạn ơi. Ôi, thôi chúng ta sẽ ráng đánh nhanh đi để mà đi kiếm huyền thoại nữa. Ok. Wow, gặp được em Tangela nè. Ý, em này tập trước mới gặp xong bên cái hội quán hệ cỏ đó các bạn. Tangela nè, Sea Ninja. Để mình eruption nha các bạn. Uầy, con này á là cái xác của con bọ đó các bạn à. Nó có cái, nó có cái vòng thiên sứ trên đầu á, nhìn hay với chưởng. Ui, gặp con gì vậy? Đây là Forest Red. Mình tiếp tục dùng Eruption luôn nha. Gặp con bướm nè các bạn ơi. Beautifly. Ngon lành. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này. Đó, Paraset. Tập trước cũng gặp con này luôn. Giết mày luôn nè. Ui ui, con gì đây? Amando các bạn à. Mình Eruption thử nha. Ui, nó trâu quá hả. Ui, nó đánh anti của mình hẹo luôn. Kinh khủng. VRA nè. Chết luôn. Wow, gặp được Executor đấy các bạn ơi. Chết luôn nè. Nó bút cái gì cho Pitney của mình hoài à. Để mình tiếp tục đi nha. Wow, qua bên này đấu tiếp nè. À, gặp con ong Vonbit các bạn ơi. À, có một công của mình thôi. Quá đơn giản. Và đây là trainer cuối cùng. Chúng ta phải đánh thiệt là lẹ luôn nha. Sim Flip nè. Ui, VDA mình xài được 5 lần thôi hả? Thì mình sẽ xài qua chiêu khác đi. Flare Blitz này đi ha. Ui, con Gavantula này mạnh quá vậy. Wow, mình sẽ xài chức mình của Ashes đi. Mạnh nè. Ui, nó mạnh vãi cái chưởng các bạn ơi. Meganium. Meganium. Chết queo luôn. Wow, thế là mình đã bị mất hết hai cái Pokemon rồi các bạn à. Wow, và hình như cái sàn này á, nó làm theo hình dạng của một quả cầu nào đó đó các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi, để mình lấy cái mấy em Pokemon khác ra đi ha. Rồi, để mình lấy mấy em Pokemon khác ra nha các bạn. Lấy con gì ra ta? Hình như chúng ta cũng có thể xài cái con Incineroar này nè. Wow, và cũng như xài hệ đá nữa các bạn ơi. Hệ đá thì mình có con Nihiligo. Đó, nó đạt cấp 100. Rồi, chắc mình sẽ cho Asus ra đầu á. Rồi, thách đấu chỗ hơi quán thôi. Wow, hôm nay như là thợ bắt ong rồi các bạn ơi. Ông đeo găng tay các kiểu nè, rất là hấp dẫn luôn. Chức mình. Ui, chết nó rồi nè. Ui, Heracross. Con này nó lên mega, cái bắp tay nó cực to luôn đó các bạn. Ui, nó còn một máu. Ui, hy vọng nó không đánh chết Asus của mình nha. Ui, đau vậy. Đây là Volcarona các bạn à. Wow, recover lại. Mém tí là hẹo luôn rồi. Không sao các bạn ơi, trước mình tiếp tục. Wow, con này hình như nó cũng có mang hệ lửa nữa thì phải. Nó trâu vậy. Trước mình một phát nữa nè. Ui, không chết được nó rồi. Thôi xong asset của tôi. Mình sẽ cho Nihiligo ra ném đá nó nha. Power game này nè.
À Caesar. Ui, mình để ý cái hội quán này có khá là nhiều Caesar luôn. What the hell? Sao nó mạnh quá vậy? Mình sẽ chuyển qua con Tornadus nha các bạn. Đây là hình dạng người của Tornadus nè. Ui, hồi máu à. Con này kinh khủng vậy. Hurricane mày nè. Ui, xài không được rồi. Nó còn bút cái gì đó liên tục các bạn ơi. Hurricane tiếp tục. Hơn nửa cây máu liền. Ui, mạnh vãi chưởng hả. Ui, lạy luôn á. Flare Blitz này nè. Flare Blitz phát nữa nha các bạn. Hên quá, chúng ta đã vượt qua khá là dễ dàng rồi đó. Khó khăn đã trôi qua rồi. Xin Flora. Và chúng ta đã giành được chiến thắng rồi nè. Ui, được cái bớt bét các bạn ơi. Quá là ngon lành luôn. Mình sẽ cất nó vô đây. Đó. Rồi, cất luôn cái skill. Đây là Juggle Bớt nha các bạn. Để mình bộ cái heal cái đã. Ui, 3 phút nữa sẽ có em huyền thoại xuất hiện. Rồi. Chúng ta sẽ lấy luôn hai cái em NT cũng như là Bitini ra để mà bộ cái heal cho nó nha. Nãy giờ mình có teleport tới những cái ngôi làng để mà tìm thêm các hội quán khác đó các bạn ơi. Hồi nãy mình quên mất, mình chỉ mới đánh bại có một cái hội quán hài bọ thôi, còn hai cái nữa mà mình chưa tìm. Đó, bây giờ phải bắt đầu tìm thôi các bạn à. Ôi, vào đây nè. Đây chính là một cái hội quán hài bọ cho chúng ta đó các bạn. Ôi, rất là may mắn luôn. Nãy giờ mình toàn tìm thấy hội quán hài tâm linh thôi à. Để mình sẽ lưu chỗ này là Red Book Game nha. Rất là ngon lành luôn các bạn à. Trời ơi, tìm nãy giờ mới gặp được đó. Sẵn tiện thì mình sẽ check spawn coi có em Legendary nào xuất hiện không. Vào 3 phút nữa sẽ có 30% cơ hội xuất hiện một em Legendary nha các bạn. Ok, thì chắc mình sẽ đi về nhà mình ngủ một cái đi. Nãy giờ đi tìm nó cũng khá là mệt mỏi rồi đó. Chúng ta sẽ đi về nhà đi ngủ nè. Đâu rồi, nhà của tôi. Mình lưu ở đâu rồi? À, ở trên các bạn ơi. Home, đây nè. Đó, teleport đi về nhà ngủ một cái coi. Wow, có một em boss nè, Raticate. Nhưng mà mình sẽ không đánh đâu, tại vì còn có 3 phút nữa là huyền thoại sẽ xuất hiện. Nên mình sẽ kiếm một cái vùng nào đó xịn sò nha. Như là Desert Hill. Đó, đây là vùng xuất hiện của em Raiden đó các bạn ơi. Để mình check spawn thử coi. Ôi, chỗ này không có spawn được cái con gì luôn hả? Ui, cũng không được luôn các bạn ơi. Trên này thì sao? Raiden 100%. Ui, what the hell? Wow, mình đã tìm được một cái vùng rất là xịn luôn các bạn ơi. Có thể xuất hiện em Groudon chỉ duy nhất một em thôi. Và 1 phút nữa nó sẽ xuất hiện nha các bạn. Quá là ngon lành luôn. Thì sẵn tiện thì mình sẽ đi đánh một vài cái em Pokemon ở đây đi. Tại vì bọn mình chỗ này nó đông quá. Đánh bớt đi cho Groudon nó xuất hiện nào. Một em rồi nè. Tiếp theo là em Hippopotas này nha. Hai em. Quá ngon lành luôn. Còn em nào nữa không? Bên kia có một em Kem Rúp đó các bạn. Wow, dứt cái em Cheldu này luôn nha các bạn ơi. Cheldu cũng chết queo luôn. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành trèo ở lên trên cái núi này đi. Đó, một cái đồi sa mạc chứ. Chúng ta sẽ bay lên trên. Đó, cho nó dễ spawn hơn. Coi thử nào. Wow, vẫn là 100% tỷ lệ xuất hiện của Raiden đó các bạn. Quá đã luôn. Ôi, ngon lành. Ô, và nó đã xuất hiện thiệt rồi các bạn à. Yes. Ui, qua bao ngày chờ đợi thì cái em Legendary Groudon cũng đã xuất hiện rồi nè. Ồ, mình sẽ cùng coi thử nha. Để mình lấy em Caesar ra cái đã. Caesar của mình á, tại nó có chiêu quýnh Pokemon còn một máu nên mình sẽ lôi nó ra thôi. Đó, em này thì rất thích hợp để mà dùng bắt các em Pokemon khác luôn đó các bạn ơi. Đây, Groudon có vẻ như nó xuất hiện ở dưới rồi. Mình sẽ đeo tấm plate hệ bay cho em Ashes luôn nha. Để mình tìm coi mình đã tấm plate đó đâu rồi. Ở đây có rất là nhiều tấm plate luôn nè. Hệ bay tôi để đâu rồi? À đây rồi các bạn ơi. Đây, tấm plate hệ bay. Quá là đã luôn. Để mình bộ cái heal cái đã. Bộ cái heal. Đó, nó ngon lành cành đào liền các bạn ơi. Đây rồi, Groudon của chúng ta đây các bạn à. Ôi, và hình như nó hơi nhỏ thì phải. Ôi, các bạn có để ý không? Nó nhỏ xíu à. Rồi, để mình sẽ phone whip cho nó còn một máu trước nha.
rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành bắt nó luôn. Đó, quá xịn các bạn ơi. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Và mình cấu được nửa cây máu của Crowdon rồi nè. Ngon lành. Tiếp tục phone sweep nó nha các bạn. Ui, nó đánh mình mất nhiều máu dữ quá hả. Mình sẽ phone sweep một phát nữa đi. Ui, Crowdon chưa còn một máu. Hình như nó còn lớn hơn một đó các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ dùng Whitbon đầu tiên nha. Cái quả cầu đầu tiên mà các bạn dùng bắt Pokemon á, nên dùng Whitbon nha. Ơ, nhưng mà không thành công rồi. Nhưng mà không sao, cái em Crowdon này á, vì kích thước nó rất là khổng lồ, rất là nặng luôn, nên chúng ta sẽ dùng quả Heavibon nha các bạn. Đó, Heavibon nó sẽ cộng rất là nhiều khi mà bắt Crowdon luôn. Yes, chỉ hai quả cầu thôi mà chúng ta đã bắt được Pokemon hiện thời Crowdon rồi các bạn à. Ui, tin được không nè. Quá là đã luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Để mình sẽ lôi cái em Crowdon ra nha. Wow, đúng là chờ nó xuất hiện rất là lâu luôn. Nhưng mà bắt nó thì quá là đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi, Crowdon của chúng ta, lôi nó ra nào. Mình nghi ngờ cái con này nó kích thước nhỏ các bạn ơi. Đó, Crowdon nè. Mình sẽ kiểm tra kích thước của nó nha. Ôi, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Quá ngầu. Và Crowdon này, ui kích thước Rune. Và nó trừ Speed các bạn à. À, kích thước Rune là kích thước gần nhỏ nhất rồi. Kích thước nhỏ nhất là kích thước hiển vi đó các bạn ơi. Còn Rune là siêu siêu nhỏ luôn. Hèn gì nó nhỏ xíu à. Wow, và đây là những skill của nó nè. Có được một chiêu rất là chuẩn đó chính là Recipe Play nha. Và con này thì trừ Speed nhưng mà cộng Special Attack. Nói chung cũng được thôi bạn ơi, không có vấn đề gì cả. Từ từ chúng ta cũng sẽ luyện điểm Speed cho nó được mà. Không có gì hết. Nhưng mà nó hơi nhỏ, trời ơi. Nó không có được ngầu cho lắm. Nhưng mà vẫn khá là to đối với mình ha. Ôi, và nó có được cái chiêu Sunny Day luôn. Ủa, mình nhớ là nó đâu có kỹ năng Sunny Day đâu. Ồ, không có mà. Nhưng mà có thể thi triển được các bạn ơi. Ồ, và bây giờ trời nó đang nắng nên là chúng ta sẽ không thi triển được. Ui, rất là hay luôn các bạn à. Ồ, xịn liền, Crowdon. Chúng ta có thể đọc thêm những cái thông tin về em Crowdon nè. Cũng như là nơi spawn và thời gian spawn của nó luôn đó. Wow, quá xịn luôn các bạn ơi. Chờ biết bao lâu rồi mới chịu xuất hiện đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt em này vô đây luôn nha. Mình đang chuẩn bị cái đội hình để mà đi đánh với hội quán hệ bọ mà. Nhưng mà trùng hợp thay, em Crowdon này lại xuất hiện. Quá đã luôn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ lựa cái đội hình thích hợp nhất để mà đi đánh hội quán nha các bạn. Rồi, tiếp tục đi đánh hội quán hệ bọ thứ hai trong tập ngày hôm nay thôi nha. Và đây là hội quán hệ bọ thứ hai trong tập ngày hôm nay nha các bạn. Nó có hai em linh vật, đó chính là Livini, một con thường và một con shiny nha. Nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ vào thách đấu luôn. Đây là em kiến nè, Ricky Tinh. Ôi, nó còn một máu các bạn à. Wow, hên quá, hình như nó không đánh được MNT của mình rồi. Cho mày chết nè. Quá đã luôn. Ôi, và ngoài kia có một mu tutor thì phải, rất là xịn luôn. Thôi, bây giờ mình sẽ đi vô trong và tiến hành thách đấu tiếp những cái trainer tại đây nha các bạn. Wow, cái hội quán này toàn là hoa không à. Đúng là hội quán hệ bọ mà. Wow, em Abomasno đã hẹo rồi. Bây giờ thì mình sẽ, chắc mình sẽ không chuyển qua Assert đâu. Mình sẽ dùng em MNT này để mà đấu với con Volcanora này luôn nha. Hy vọng chúng ta sẽ thành công các bạn ơi. Ôi, hên quá, nó cấu của mình cũng có một xíu máu thôi. Rồi, thế là mày xác định chết queo nhiên. Ui, tưởng không đánh trúng đó các bạn. Ôi, em Sicko nè. Ủa, tại sao gà lại gặp được nó ta? Con này có mang hệ bọ không vậy? Tại sao lại gặp được? Em Sicko này á thì nó siêu trâu luôn các bạn ơi. Mày nè. Ui, nó chưa. Ui, nó làm độc mình và nó hồi lại máu cho nó luôn. Cái gì mà kinh khủng quá vậy? Để mình sẽ xài Assert nè. Dùng cái chiêu trước mình nha các bạn ơi.
Trời ơi, cái con này nó hồi máu kinh khủng quá. Nó hồi cả đầy cây luôn. Sao mà tôi chơi lại được? Chức mình phát nữa. Ui, nó đánh mình trước kìa. Ui, mình xài không trúng. Và lần này thì trúng rồi đó các bạn à. Quá ngon lành cành đào luôn. Rồi, chúng ta sẽ qua bên đây và tiếp tục nha. Bên đây có con Butterfly. Cũng là con bướm các bạn ơi. Ồ, wow, và lần này gặp con gì vậy? Đây là Crustal. Ui, nó đội cái tảng đá ở trên mai thì phải. À không, chính xác là nó dùng cái tảng đá làm cái mai của nó đó các bạn ơi. Con này rất là hay luôn. Viria nè, chết queo nó rồi. Ôi, lại gặp Butterfly hồi nãy. Còn một máu hả? Chết queo luôn. Tangela cũng chết queo luôn. Ôi, hôm nay chỉ có mấy con Pokemon thôi. Mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Wow, lần này lại gặp con Sức Cồ nữa nè. Cẩn thận, không là nó sẽ làm mình dính độc đó. Con này rất là nguy hiểm luôn đó các bạn ơi. Nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Đó, dính độc rồi kìa. Wow, các bạn thấy không? Kinh khủng. Mày nè. Ôi, một khúc máu của nó luôn mà nó chưa có hẹo được. Coi bộ nó khá là trâu các bạn ơi. Beautyfly. Ui, Vitini của mình sắp hẹo rồi. Rồi, hẹo luôn. À, lần này chúng ta sẽ đấu với Row Race nha các bạn. Ây da, sao xài không được. Ôi, mình tưởng xài không được chứ. Row Race. Ui, nó hồi lại máu ạ. Khó chịu vãi. Hurricane. Ôi, xài không được rồi các bạn ơi. Hurricane phát nữa. Cũng không được luôn. Burn up thử xem. Burn up. Ôi, vẫn không được các bạn ơi. Mình sẽ đổi qua em Ashes nha. Ủa, cái gì mà sao không có đánh trúng cái con Roray này hết vậy? Mình hút máu của mình kìa. Chức mình đó nha các bạn. Rồi, chức mình một phát là nó chết queo luôn. Mình sẽ đi qua bên này và thách đấu cái ông trainer cuối cùng của hội quán hài bọ luôn nha. Lần này chúng ta đấu với Heracross. Đây, em bọ cánh cứng, cực kỳ cơ bắp. Ui, có thằng công Pokemon à. Quá là xịn sò luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy thêm một vài em Pokemon khác ra coi. Tại vì em MNT và Victini của mình nó đã bị ngất đi rồi. Chắc mình sẽ chọn con Nihilego ra đó các bạn à. Lấy em Nihilego ra nào. Và sẵn luôn cái em Incineroar nha các bạn. Incineroar là Pokemon khởi đầu của mình, của cái season này luôn đó các bạn ơi. Ui, Galvantula. Chết luôn. Lần này tôi có Nihilego để mà trị rồi nha. Illumise cũng chết luôn các bạn ơi. Ludicolo. Ui. Rồi xong. Con Ludicolo này nó khá là mạnh luôn. Chắc mình sẽ chuyển qua Pokemon khác quá. Wow. Em này thì nó khắc hệ với Pokemon của mình rồi. Nó có mang hệ nước nữa các bạn ơi. Ui, và đánh Ashes kìa. Nhìn thương vãi chưởng. Chưa chết được nó các bạn à. Ui, nó trâu vãi à. Burn up mà nè. Ui, không được các bạn ơi. Và nó lại đang hồi máu lên nữa chứ. À, lần này thì được rồi đó. Sizer. Ui. Nó cấu máu của mình mạnh vãi chưởng ạ. Rồi, cuối cùng là Shiptray. Chúng ta cũng đã giành được chiến thắng rồi nha các bạn. Ui, lần này hên quá. Giành được huy hiệu Insect Pet rồi nè. Đây là huy hiệu côn trùng nha các bạn. Ngon lành canh đao liền. Wow. Mình tưởng nó lại trùng lập huy hiệu nữa là xong luôn đó. Thế là chúng ta đã có được một cái bức bét và một cái insect bét rồi nha. Một huy hiệu bọ và một huy hiệu côn trùng. Đó. Ngon lành canh đao. Rồi, để mình bố cái hiệu cho cái dàn Pokemon của mình coi. Lấy luôn em MNT và em Victini ra luôn nha các bạn. Hồi nãy tụi nó bị đánh ngất đi đó. Đánh xỉu luôn. Ok. Rồi mình sẽ xóa cái Rat Bug Game này đi. Và sẽ mình sẽ teleport qua cái Rat Game cuối cùng trong tập ngày hôm nay luôn nha. Rồi, đây chính là cái hội quán hệ bọ cuối cùng của tập ngày hôm nay nha các bạn. Ôi, và chỗ này nó không có lối đi vào nè. Trời ơi. Chơi lầy quá vậy. Tôi đi vô đường nào? Ủa, đây nó có mấy tấm thảm nè các bạn ơi. Ui, đây là thảm màu xanh. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Rất là hài hòa với cái hội quán này luôn đó. Mình sẽ đi vô thách đấu luôn nha. Lần này mình gặp Pelossum nè. Eruption đó nha các bạn. Wow, một em đã lên dĩa rồi.
Gian Mega, em chuồn chuồn nè các bạn ơi. Chuồn chuồn cho lên dĩ luôn. Ây da. Wow, chết queo đó luôn. Mo Team cũng chết queo luôn. Quá ngon lành các bạn ạ. Rồi, tiếp tục thách đấu coi. Ui, Vitribel. Lại là hoa nắp ấm nè các bạn ơi. Tập trước chúng ta cũng đã có gặp rồi. Pelossom, cái con hồi nãy. Và con gì đây? Shiptry. Ok, những Pokemon quen thuộc các bạn ơi. Rồi, tiếp tục thách đấu với trainer bên này. Mo Team. Wow, Mo Team nè các bạn. Nhìn nó siêu dễ thương luôn các bạn ơi. Mo Team nè. Wow, gặp con Volcarona rồi. Ui hên quá, chết Volcarona rồi. Venomoth nè. Ui Lithion, EV hệ lá nè. Ui con này sợ trâu vậy. Hên quá, nó không có đánh mất máu mình các bạn ơi. Rất là may mắn luôn. Cho mày chết luôn nha. Ngon lành canh đào liền. Cái em anti của mình đã hết skill rồi. Bây giờ mình sẽ cho Victini lên đầu nha các bạn ơi. Rồi chúng ta cũng không có đem đá Z hệ lửa theo luôn rồi. Ledian. Wow, VRA mà nha. Ồ, từ khi mà mình học chiêu VRA á, xài nó siêu mạnh luôn các bạn ơi. Chiêu đó nó chỉ có hai con Pokemon học được thôi. Đó chính là Victini và Rayquaza đó. Đó, kỹ năng siêu hiếm. Úi, nó ru ngủ cái con Victini của mình rồi. Cái con Lithion này. Bây giờ chắc mình sẽ chuyển qua cái em Pokemon khác đi. Qua NT chẳng hạn. Trời ơi, chưa kịp đánh nữa mà nó cho Pokemon mình ngủ mất tiêu rồi. Xài cái gì đây ta? Flame chạc đi các bạn. Ui, lại ngủ luôn cái em NT. What the hell? Flame chạc phát nữa. Ui, mình đã tự tỉnh giấc nè các bạn. Cái gì mà tùm lum hết vậy? Ủa, mình nhớ cái chiêu đó nó ru ngủ trong vòng 3 hiệp mà ta. Sao NT có thể tự động tỉnh giấc được nè? Khá là khó hiểu hen. Ui, Lithion, bây giờ nó đã hồi máu ít hơn rồi đó. Chết queo luôn đi. Dám ru ngủ em Victini của tôi. Wow, thế là chúng ta đã xong rồi. Rồi, thách đấu luôn trainer cuối cùng của cái hội quán hệ bọ này nha các bạn. Để mình dùng Victini mình cho bản thân tỉnh nhất được không? Ui không được các bạn à. Mình bị nó đánh mất máu luôn kìa. Tại vì đang ngủ mà. Ủa sao hồi nãy cái em NT nó tự tỉnh nhất được ta? Hay quá à. Ricky tên với tôi nè. Xém chết các bạn ơi. Gặp lại em Cider nè các bạn. Ui lâu lắm rồi mới gặp lại nó đó. Nói chứ hồi nãy tôi mới đánh nó xong mà. Úi, cái gì mà mạnh quá vậy? Cho em NT của tôi chết luôn hả? Enslap nè các bạn. Chết em Cider rồi. Illumine nè. Ủa sao nó cấu mình nhiều máu vậy? Mày nè. Hẹo luôn rồi các bạn ạ. Rồi chắc bây giờ mình sẽ chọn cái đội hình thích hợp để mà đi thách đấu với chủ hội quán hệ bọ này luôn nha các bạn. Em NT của mình nó đã bị bất tỉnh rồi. Thì chúng ta sẽ lấy luôn cái em Nihiligo ra nha. Đó. Còn Victini thì đang ngủ gục rồi. Trời đất ơi. Dustot nè. Ui chuyển Pokemon các bạn à. Chesnaught. Wow mình xài chiêu hệ đá nó mất không có nhiều máu lắm. Chuyển qua Arceus xài chiêu hệ lửa đi các bạn ơi. Đây Chesnaught. Ngẫm củ tỏi luôn. Ui Liveny. Wow linh vật của hội quán đây rồi các bạn ơi. Dứt mày luôn nha. Linh vật nè. Ui không có tác dụng các bạn ơi. Và nó hút máu lại của mình nữa. Linh vật nè. Tưởng không có tác dụng nữa chứ. À gặp lại cái em Mo Team nè các bạn ơi. Mo Team với tôi hả? Ui nó còn một máu à. Mình sẽ recover lại nha các bạn. Như vậy á, cho nó an toàn. Để mà Asus xài chiêu không trúng á, thì nó cũng đỡ bị ngất đi các bạn ơi. Tại vì máu nó đã đầy lại rồi. Đây em Caesar. Caesar với tôi. Chức mình mày nè. Ôi gặp lại con Dustot rồi các bạn. Và cuối cùng là Abomasno. Rồi ui chúng ta đã giành được cái 2 best luôn nè. Trời ta nói. Nó hên thì thôi luôn các bạn ơi. Wow. Đánh đúng 3 cái hội quán nhưng mà nó ra 3 cái loại huy hiệu khác nhau luôn đó các bạn. Rồi thế là đã xong về cái phần huy hiệu của hội quán hệ bọ trong tập ngày hôm nay luôn rồi đó nha.
Bây giờ mình sẽ tiến hành remove nó đi luôn nha. Đó, đi ra thôi bạn ơi. Mình mới vừa ngủ cho nó hết mưa đi đó các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi qua cái vùng Extreme Hill cộng này đi, để mà tìm cái ông dạy lại kỹ năng, cũng như là cái ông dạy kỹ năng tính phí nha. Đó. Và cái vùng này nó sẽ có hai em huyền thoại xuất hiện, đó chính là Rayquaza và NT nha các bạn. Wow. Và NT hình như nó 85% luôn. Nhiều quá chưởng hả. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bay một vòng coi có cái ông Moo Tutor hay là Moo Retainer quanh đây không nha các bạn. Trời đất ơi, tập hôm trước á mình tìm rất là nhiều Moo Tutor luôn, mấy được cái chiêu release xong đó. Ta nói nó khó mà vãi cái chưởng luôn đó. Rồi bên này có gì không? Ôi cũng không có boss luôn các bạn ơi. Ôi sao kỳ vậy ta, không có cái gì hết nè. Ui ui đây nè. Ui đây là Moo Tutor các bạn à. Chúng ta sẽ kiểm tra coi có chiêu nào Raiden có thể học được không ta. Ui vãi hả, có release xong luôn nè. Cái chiêu mà ngày hôm qua tôi kiếm rất là cực khổ luôn, nhưng mà hôm nay kiếm một phát ra luôn các bạn. What the hell. Không thể tin được. Trời đất ơi, đúng là quá là xịn sò luôn đó. Đây cho các bạn coi lại nè, release xong. Trời đất ơi, hôm qua tốn biết bao nhiêu công sức thì hôm nay chỉ cần tìm đúng cái ông đầu tiên là chúng ta đã có được rồi. Thôi sẵn tiện mình sẽ dùng Lucia để mà kiếm thêm mấy cái ông khác nha các bạn. Có được Moo Relainer thì càng tốt. Rồi tiếp tục phiêu lưu quanh cái vùng Extreme Hill này coi. Wow, vùng này nó cao quá chưởng à. Nên là trời mưa xuống á, nó sẽ thành tuyết đó các bạn ơi. Nó lạnh á. Nè các bạn thấy không, tuyết nó đóng quá chừng ở đây luôn. Trời ơi, nó đóng trên cây luôn nè. Khá là hay hò đó. Wow, có ông nào ở đây không vậy ta? Sao không có thấy động tĩnh gì hết vậy? Để mình ra đây mình ngắm thử xem nha các bạn. Ủa dưới đây có một con Pokemon gì nè. Ôi, có vẻ như là không thấy được ông dạy kỹ năng nào nữa rồi. Chắc mình sẽ lại đảo một vòng nữa nha các bạn. Ôi có con Charmander nè, siêu dễ thương luôn. Phải chi nó là Charmander Shiny thì hay biết mấy các bạn à. Mình không có tắt cái sơ boss đi mà sao không có boss xuất hiện luôn vậy? Không có gì hết vậy. Đi qua bên này coi. Ui có em Dolphin nè, em Void đó các bạn ơi. Bên này cũng không có gì luôn. Thôi để mình phiêu lưu tiếp thôi bạn ơi. À có một con boss nè. Đây là Spoin. Hình như là con heo thì phải. Con heo lò xo. Này con heo hay là con chuột vậy? Con gì nhìn lạ quá à. Ôi nửa cây máu của nó luôn. Wow, công nhận Lucia của mình cũng khá là mạnh đó các bạn ơi. Spoin với tôi hả? Ui chúng ta có thể giành được chiến thắng. Chết queo luôn rồi. Ui nó cho mình hai cái Ender Pearl. Mình sẽ cất lại nha các bạn. Bộ cái hiêu cái rồi chúng ta lại đi tiếp thôi. Quá ngon lành cành đào luôn. Cửi Lucia và tiếp tục phiêu lưu thôi các bạn ơi. Ôi ơi, Moo Relainer, what the hell. Ôi tập hôm nay cái gì mà hên vãi cả chưởng á các bạn à. Thôi để mình lắp lại đi cho ổng khỏi chui lên nha. Đó, kiểu như là mình nhốt ổng luôn. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy em Raiden. Ờ, Raiden mình có cầm trong đây luôn rồi. Ui, tôi mừng quá, tôi hoảng các bạn ơi. Có khá là nhiều chiêu cho Raiden luôn nè. Mình sẽ học Earthquake cho nó nha. Earthquake là chiêu động đất các bạn ơi. Học luôn Earth Power và Lava Lum luôn nha các bạn. Earth Power là sức mạnh của đất hả? Hay vậy. Và Lava Lum. Ok, thế là Raiden đã tạm có các chiêu chuẩn rồi đó. Sẵn tiện thì mình sẽ đi về nhà. Mình sẽ lấy cái quyển Sunny Day học cho em Raiden này luôn nha các bạn ơi. Sunny Day. Rồi, ra ngoài này và chúng ta sẽ tiến hành học Sunny Day cho các em Raiden nha các bạn ơi. Wow. Ôi mình không có thể đọc được chi tiết cái chiêu cho lắm. Mình sẽ thay ít quét nha. À, thế là đã có được một bộ kỹ năng khá là ngon lành rồi đó. Sau này mình sẽ thay Lava Lum bằng Eruption là đẹp luôn đó các bạn ơi. Wow, Sunny Day này thì nó sẽ tăng sức tấn công của hệ lửa trong vòng 5 hiệp và nó làm trời sáng nữa. Ôi, hiện tại thì còn 2 phút nữa sẽ có một cái em huyền thoại xuất hiện.
với cái cơ hội là 30% nhé các bạn. Mình đang đứng tại cái vùng jungle và hiện tại hệ thống đã báo là Tabulu sẽ xuất hiện nha. Nhưng mà để mình coi thử thời gian hiện tại là bao nhiêu rồi. Thời gian hiện tại là bao nhiêu? Ui, 11.900 rồi các bạn ơi. Thôi chắc không ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng Iplan Spy đi, vùng xuất hiện của Kill Game cho nó chắc. Tại vì trời nó sắp qua cái buổi hoàng hôn rồi đó. Hoàng hôn chính là thời điểm xuất hiện của Kill Game đó các bạn ơi. Liệu rằng 30% này chúng ta có đủ may mắn hay không? Hãy cùng mình đón xem nữa nha. Đó. Rồi để mình coi thử coi. Ui còn 1 phút nữa các bạn ơi. 1 phút nữa Kill Game sẽ xuất hiện. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ thách đấu mấy game Pokemon ở tại đây luôn nha. Mình sẽ làm tương tự với cái em Groudon hồi nãy. Trời ơi, nãy Groudon xuất hiện á thì mình cũng đánh mấy con Pokemon tại đây nè. Đó. Nói chung mình đánh cho nó bớt Pokemon đi thôi, chứ nó cũng không có tăng tỷ lệ gì đâu. Tùy nhân phẩm của mỗi người thôi đó các bạn ơi. Dưới đây có một em Vanilla nè. Đây là cây kem hả? Wow, một cây kem đơn các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ tìm thêm các em Pokemon khác nữa nè. Ui, 1 phút sao lâu quá vậy ta? Làm tôi chờ đợi hoài à. Ui đây nè. Đây là Perkmai các bạn ơi. Perkmai. Để mình tắt cái thông báo boss đi cái đã. Ui, đây rồi. Legendary Kyurem đã xuất hiện rồi nha các bạn. Oh, 30%. Trời ơi, tập hôm nay phải nói là nó quá là đỏ luôn đó các bạn ơi. Đâu rồi? Để mình lấy cái con Caesar ra cái đã. Cắt Groudon vô đi nha các bạn. Lấy Caesar ra nào. Caesar. Đó. Wow, em Kyurem cách mình có 30 mấy ô thôi. Quá là ngon lành canh đao luôn các bạn ơi. Đâu rồi? Nó nằm ở trên hay ở dưới ta? Chắc ở dưới rồi đó. Để mình kiếm coi. Ui đây các bạn ơi, Kyurem của chúng ta đi nè. Wow, rất là ngầu luôn. Ui, Fawn Sweep mày nè. Ngầu hả? Fawn Sweep nó phát nữa nha các bạn. Có vẻ như cái em này á, đánh Caesar của mình rất là ít máu luôn. Ui, vậy là chúng ta có khả năng bắt được nó rồi đó. Rồi, hiện tại thì Kyurem đã còn 1 máu. Thì bây giờ mình sẽ đổi qua em Pokemon khác như là Lugia nha. Tại vì Lugia nó có chiêu hồi máu đó các bạn ơi. Cái quả bóng đầu tiên mình sử dụng lúc nào cũng là Whitbon hết đó. Đó, cứ Whitbon mà tung thôi các bạn ơi. Whitbon. Wow, công nhận một tập mà hai em huyền thoại luôn. Trời ơi, tao nói nó đỏ vãi cả trưởng hả. Chắc bây giờ mình sẽ chuyển qua cái quả Dustbone luôn nha các bạn. Tại vì trời nó cũng đang khá là tối nè. Đó, cứ xài Dustbone thôi. Mình sẽ tạm xài từ 3 tới 5 quả Dustbone nha. Nếu không được thì chúng ta sẽ đi qua cái quả Timerbone vậy. Ui, tôi tưởng hai quả bắt được như là em Groudon luôn ấy chứ. Rồi, ôi, nó đánh Lugia của mình đau quá vậy. Tiếp tục là Dustbone nha các bạn. Ồ, mình cũng cảm thấy cái em Kyurem này nó cũng khá là nhỏ. Hình như nó khá nhỏ thì phải. Các bạn có để ý không? Để mình recover cái đi. Trời ơi, không là Lugia của mình nó hẹo luôn đó. Rồi, tiếp tục quăng Dustbone nha các bạn. 3 quả Dustbone rồi đó. Chịu khuất phục đi. Ui, nó không khuất phục nữa các bạn à. Recover phát nữa đi, cho nó full. Tính nói cho nó full cây máu nhưng mà không được rồi. Bây giờ chắc mình sẽ chuyển qua Melmetal để mà cho nó trụ nha. Lần này thì dùng Summerbone vậy. Summerbone. Ui, quả đầu tiên không được rồi bạn ơi. Ui, có vẻ Melmetal này á, trụ khá là trâu luôn. Quá hay rồi. Tiếp tục là quả Summerbone thứ hai nha. Ui, à, mình tưởng được đó chứ. Trời ơi. Rồi, thảy thêm quả thứ ba nữa nha các bạn ơi. Khi bắt Pokemon bằng Summerbone á, các bạn nhớ là phải kiên trì lên. Đó. Tại vì Summerbone nó tính theo số lần sử dụng mà. Cứ quăng từ 11 quả Summerbone trở lên thì cơ hội bắt được Pokemon của bạn á càng cao đó nha. Wow, đánh Melmetal nhưng mà cũng không xin nhê cho lắm. Tiếp tục là một quả Summerbone nữa nè. Chịu đầu hàng số phận đi, Kyurem. Wow, nó lì vãi cả chưởng các bạn à. Không được rồi. Kiểu này thì
quăng cho chừng nào cho hết Powerball luôn cũng được. Powerball vẫn chưa được các bạn à. Mặc dù mình có 15 quả Master Ball á, nhưng mà mình sẽ để dành cho những Pokemon khó bắt hơn nha các bạn. Tại vì còn khá là nhiều Pokemon nữa mình chưa có, và tụi nó rất là khó bắt luôn, chứ nó không có đơn giản đâu. Nói chung em nào mình bắt được bằng bóng thường á thì cứ bắt thôi. Ui 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 ui, yes, chúng ta đã bắt được Kyurem rồi các bạn ơi. Ngon lành cành đào liền. Để mình bột cái hiệu cái đi. Đây chúng ta sẽ coi spawning nè. Các chỉ số nó vẫn là mặc định nha các bạn. Không có hết chích gì đâu nha. Ui, đại khái là tập hôm nay sao nó hên quá vậy. Xuất hiện những hai em legendary trong vòng một tập đó. Mình lấy Kyurem ra mình coi thử nha các bạn. Đây Kyurem của chúng ta nè, còn một máu. Ôi nó cho mình một cái DNA splicer. Cái này thì ở nhà mình đã có rồi. Đó. Cái DNA splicer dùng để kết hợp Kyurem với lại Reshiram, cũng như là Kyurem với lại Zekrom đấy các bạn ơi, để tạo thành White Black Kyurem đó. Ồ. Để mình coi thử nào. Đây là các chiêu của Kyurem nè, cũng chưa có chuẩn cho lắm. Ui, kích thước small, không cộng không trừ cái gì luôn. Ôi, đúng là các em Kyurem mình tìm kiếm nè. Và khi cởi chúng ta không có bay được các bạn à. Mình tưởng bay được á chứ. Nói chung là khi cởi chúng ta chỉ có thể chạy thôi. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay quá là may mắn luôn các bạn ơi. Mình đã thu phục được hai em legendary, đó chính là Groudon và Kyurem luôn đó. Ngoài ra thì mình cũng đã đánh bại các chủ hội quán hệ bọ để mà lấy về được ba cái huy hiệu hội quán bọ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe với kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn có thấy tập ngày hôm nay mình quá may mắn không? Thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.